Xin chào quý vị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khổ video này em sẽ giới thiệu nhanh cho anh chị về chiếc xe Toyota Altis và cái chính sách bán hàng mới nhất của năm 2022. Thì Altis được phân phối ở thị trường Việt Nam với hiện tại là có hai phiên bản là 1.8G và 1.8E. Giá niêm yết lần lượt cho phiên bản là 1.8G có giá niêm yết là 763 triệu và phiên bản thứ hai phiên bản 1.8E có giá niêm yết là 733 triệu. Hiện tại thì áp dụng cả chính sách giảm thuế của nhà nước và chính sách giảm giá từ nhà máy thì chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8E có giá lăn bánh rẻ hơn cả giá niêm yết, rơi khoảng tầm hơn 700 triệu là anh chị có thể mang một chiếc xe Toyota Altis bản E về nhà và anh chị cần bỏ ra khoảng 160 triệu là có thể mang tối thiểu là vay tối đa 80% giá trị xe. Bỏ ra số tiền ban đầu là 160 triệu là đã có thể mang chiếc xe Toyota bản Altis bản G về nhà, đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm. Thì trong lịch sử thì Altis hiện tại là rẻ nhất trên lịch sử của dòng xe này. Bởi vì sao? Thì Altis là chuẩn bị sang phiên bản mới và đã chuyển sang và sẽ chuyển sang là lắp ráp ở nước ngoài và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, nên là sắp tới Altis sẽ không còn trong diện giảm thuế từ nhà nước nữa. Và cái thứ hai là phiên bản mới ra mắt thì sẽ giá sẽ tăng, nên là nếu mà anh chị quan tâm chủ yếu vào cái hiệu năng, về cái hiệu năng sử dụng này, về cái nói một cách dễ hiểu là mình thực dụng một chút, mình cần một cái giá trị, cái giá trị trên cái giá tiền bỏ ra nó cao, thì là mình lấy Altis hiện tại là hợp lý. Thời điểm hiện tại thì cả phiên bản E và phiên bản G thì mình bên em còn chủ yếu là màu trắng và màu đen, nên là anh chị nào cần cập nhật cái lịch xe cũng như là cập nhật cái giá xe theo từng thời điểm có thể liên hệ với em vào số này ở trên màn hình, em sẽ báo giá anh chị nó cụ thể hơn. Thì Altis là máy 1.8, tuy nhiên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất được tối ưu, nó chỉ rơi vào tầm 6,5 lít trên 100 cây. Bản G và bản E thì chênh nhau 30 triệu thì nó khác nhau một chút cái thông tin sau. Ví dụ như là bản 1.8G có giá niêm yết là 763, bản E là 733. Thì nội thất là màu, bản G là màu đen, còn nội thất màu E, bản E là màu be. Cũng như là đèn màu bản G là bi led, còn bản E thì vẫn là đèn halogen thôi. Nó khác nhau không quá nhiều. Nên là nếu anh chị nào quan tâm về xe cần em tư vấn thêm về cụ thể về phiên bản. Và bên em đang có xe để trưng bày ở showroom, nên anh chị nào cần xem xe thì có thể liên hệ cho em sẽ sắp xếp một cái lịch xe cho mình. Em xin phép là hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.